Gì vậy? Mày là ai mà giống tao dữ vậy? Hình như mày là quá khứ của tao thì phải. Không lẽ mày là tương lai của tao sao? Hiện tại đã mạnh mẽ rồi. Chắc tương lai mạnh mẽ hơn nhiều. Có đâu, trong tương lai tao nghiêm túc rồi má. Giờ nghĩ lại mạnh mẽ trẻ trâu vãi. Lão tế tao đã thề, nếu tương lai tao không mạnh mẽ thì tao sẽ tự vả vào mặt cho đến chết.